Mến chào quý vị và các bạn. Hôm nay chúng ta tìm hiểu về hai từ trùng lặp và trùng lắp. Trước hết, trùng lặp. Trùng là động từ, chỉ tình trạng bị giống nhau, lặp lại cái cũ, cái đã có. Tựa như cái này lặp lại cái kia, xảy ra cùng thời gian. Thí dụ, tên của cô ấy trùng tên em gái tôi. Để rõ ràng hơn, người ta ghép thêm từ lặp, nghĩa là đã có rồi, lại có nữa, thành từ trùng lặp. Thí dụ, bài viết có nhiều đoạn trùng lặp, bố trí công việc bị trùng lặp. Thứ đến, trùng lắp. Lắp cũng là động từ, thể hiện việc ghép những sự vật gì đó vào nhau. Ví dụ, lắp mảnh Lego, lắp cửa kính. Lắp không thể đi với trùng được. Nói trùng lắp là vô nghĩa, vì nó không có nghĩa lặp lại. Có lẽ theo khẩu ngữ vùng miền. Vì thế, trùng lặp mới là từ đúng. Quý vị và các bạn thân mến, tuần sau, chúng ta sẽ tìm hiểu về từ khinh suất và khinh suất. Mến chào tạm biệt quý vị và các bạn. Thank you.